tower is under attack. How about something different? Legendary. Ultimate. Double kill. Triple kill. One kill. vpgame.vn, sụp nick nhắn chóng an toàn, giá rẻ. Đến bình nguyên vô tận. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nơ Mưa Hát. Thì ở clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Cứu Gót. Một chú cá đó là Cầm Phòng Lên. Thì trong đó là clip này mình sẽ đó là làm về đó là Cứu Gót mùa 23 với cái lối trang bị cực kỳ là đặc biệt. Thì anh em cùng theo dõi nhé. Nếu anh em cảm thấy đó là clip này hay hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Cảm ơn anh em, đó là rất chi là nhiều luôn. Ok, cảm ơn gọi là Vira của tém đi xíu này, khi mà gọi là sang giúp mình. À, rồi, mình đang chưa đó là cái trừng trì lại. Ok, trừng trì và không mất bùa rồi. Rìu má của tém bên đi á, thì tốc biến bỏ chạy. Vậy là bùa vẫn giữ được, có thêm một điểm hỗ trợ nữa, vậy là ok rồi. Chưa cái tối sáng cướp bùa anh em ạ, cướp bóc là không tốt. Thì đối với chất tướng đó là Cứu Gót thì một vị tướng đấu sĩ có khả năng can quét tốt, có khả năng miễn hữu khống chế, khả năng đó là hồi phục cực kỳ là tốt đến từ đó là vị trí của chú cá Cầm Phòng Lớn này. Thì mình sẽ đó là phân tích đó là cụ thể cho anh em về chiêu thức như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em gọi là lượt theo hướng chỉ định trúng tướng địch. Thì thứ nhất đó là gây sát thương, thứ hai làm chậm đó là 30% tốc độ di chuyển của tướng địch trong vòng 2.5 giây. Bên cạnh đó là khi anh em lượt trúng tướng địch thì thời gian gọi là hồi chiêu 1 của anh em sẽ giảm đi 4 giây nhá. Vì thế ở giai đoạn đó là cuối game, anh em có lượng hồi chiêu tốt rồi thì anh em gọi là sử dụng chiêu 1 trúng tướng địch thì thời gian hồi chiêu 1 của anh em sẽ cực kỳ là nhanh luôn. Còn chiêu thức thứ hai của chú cá Cứu Gót á, thì khi anh em kích hoạt một phát thì đòn đánh thương nó sẽ đau hơn này. Bên cạnh đó thì đòn đánh thứ ba thì sẽ gây thêm sát thương. Và điều quan trọng nhất đó là khi anh em kích hoạt đó là chiêu hai thì giúp đó là bản thân của Cứu Gót đó là có khả năng hồi máu cực kỳ là tốt. Ôi, anh em thấy thì con rồng hất tung bay cao nào, nhảy cao nào anh em ạ. Hất tung quá là cao đến từ vị trí của đó là con rồng. Chiêu hai là chiếu gọi là mấu chốt để giúp anh em đó là có khả năng hồi phục tốt, có khả năng đó là bền bỉ trong giao tránh, khả năng đó là can quét tốt nhá. Còn về chiêu cuối thì khi anh em kích hoạt thì giúp đó là bản thân của Cứu Gót loại bỏ đó là trạng thái khống chế. Bên cạnh đó thì giúp đó là Cứu Gót tăng tốc độ di chuyển. Và anh em nên nhớ rằng nếu mà anh em kích hoạt chiêu cuối, anh em gọi là đánh thương trúng tướng địch á, trúng tướng địch thì giúp đó là anh em kéo dài thời gian đó là miễn hữu khống chế nhá. Đó là những điểm anh em cần lưu ý đối với vị tướng Cứu Gót, đó là về chiêu thức. Về cách chơi cơ bản, thường nhất đó là anh em lượt chiêu 1 trúng tướng địch để làm chậm tốc chạy của tướng địch. Bên cạnh đó thì lượt trúng tướng địch thì thời gian hồi chiếu của anh em sẽ cực kỳ là nhanh. Bật chiêu 2 lên gọi là quạt để gây sát thương. Bên cạnh đó thì giúp đó là Cứu Gót hồi phục tốt. Rồi bật chiêu cuối khi bị hiệu ứng khống chế để có thể đó là can quét tốt được. Đối với Cứu Gót thì có thể khắc chế khá là nhiều vị tướng, ví dụ như trận đấu này đặc biệt là ghi đủ thì Cứu Gót có thể khắc chế hoàn toàn luôn. Bởi vì ghi đủ thì mỗi chất tướng đó là toàn hiệu ứng khống chế, nhưng mà đối với Cứu Gót bắt chiêu cuối thì sẽ không sợ đó là ghi đủ nữa. Đối với Cứu Gót thì khi anh em gọi là mỗi đòn đánh thương thì giúp đó là bản thân Cứu Gót đó là tăng tốc đánh. Ví dụ anh em thấy thì 1, 2, 3 này, 4, 5 này, anh em thấy thì mình nắm phạt đánh thương thì tích lũy kia đó là trên bộ đỏ còn 5 điểm đó đúng không? Thì mỗi đòn đánh thương thì giúp đó là Cứu Gót đó là tăng tốc đánh anh em ạ. Ok, thì đó là những điểm anh em cần lưu ý đối với Cứu Gót. Và anh em nhận thấy rằng đó là Cứu Gót có khắc chế đó là ghi đu rất chứ rất tốt. Và này thì băng vào chơi luôn đó là vị trí xa thủ tém bên địch, bắt luôn này, không cho Vira chạy nữa nha. Rồi mình chuẩn bị đó là hồi chiêu 1 này, lửa chiêu 1 trúng tướng địch này. Rồi quạt này. Lên bảng điểm số đến từ vị trí của Vira tem bên đích. Nói chung khắc chế hoàn toàn luôn anh em ạ. À, rồi pha này thì anh em thấy thì ghi đủ cho dù có như thế nào đi chăng nữa
thì mình đó là bật đó là chiêu cuối lên thì sẽ không sợ đó là ghi đủ khống chế nên nó rút lui ra một cách đó là an toàn thôi. Hiện tại thì về thế trận thì cũng chưa bên nào gọi là có lợi thế quá lớn cả, 9-6 đó là dành cho hai bên. Ở trận đấu này thì mình lên thiết biểu đồ theo thiên hướng đó là full lam trầm dành cho đó là cứu gót, kiểu là đánh cho tem địch gọi là hết chạy luôn á, bởi vì chất tướng của tem bên địch thì cũng khá là kém cỡ đồng, mà những chất tướng kém cỡ đồng mà lên đồ gọi là lam trầm nữa thì đánh gọi là lệt không được chứ đừng có nói là chạy anh em ạ. Bây giờ thì có một pha giao tránh ở khu vực đường rông, bây giờ thì mình sẽ lại bắt xạ thủ tem bên địch. Ôi pha này ông nào nhà có điều kiện xây cái tường dày quá, mình lượt không qua luôn anh em ơi. Ok, băng trụ chơi luôn này, mình đang còn quả cầu băng sướng mà lùm ngay đó là hai điểm hạ gục. Thực tế thì mình chơi đó là vì tưởng cứu gót này mình chơi hổ báo cực kỳ luôn anh em ạ. Anh em thấy thì hôm qua mình làm Zep Fit này, rồi ví dụ như Volcat này, Lử Bố này, những chất tưởng gọi là đấu sĩ khỏe á, mình chơi cực kỳ là hổ báo luôn, thích là cứ băng trụ luôn anh em ạ, thích là can quyết luôn á. Nên là vì thế thì cũng có là những phá đó là tạo ra highlight đẹp mắt, nhưng mà có những phá gọi là xử lý thì hơi ngu ngươi, đó là chuyện bình thường anh em ạ, lối chơi hổ báo là vậy á. Còn mình cầm AD thì mình đó là thường xuyên đó là giữ vị trí hơn, còn đối với chất tướng đấu sĩ thì cứ can quét, đặc biệt những chất tướng đấu sĩ có khả năng hồi phục tốt thì cứ can quét thôi, chả ngại gì cả anh em ạ, đặc biệt khi mà cứu gót lên biểu đồ này nữa thì anh em chả hề hấn gì anh em ạ, đối phương không sốc đám được anh em đâu. Rồi pha này anh em thấy này, vào chơi luôn này, ghi đồ thì sử dụng chiêu cuối, nhưng mà càng sử dụng chiêu cuối thì cứu gót càng thích, càng quạt càng thích anh em ạ. Hai người lên bảng điểm số, mất quả cầu băng sướng đến từ đó là vị trí của Triều Vân. Triều Vân cũng lên bảng điểm số luôn, quạt tiếp quạt tiếp quạt tiếp, ba người bốn người lên bảng điểm số, tiếc nhạc không được cái quá đa kill anh em ạ. Ở đó thì hơi đáng tiếc một xíu nhưng không sao cả, vậy là cũng ổn rồi. Bây giờ thì sáng cửa hiện tại Nguyễn Rừng của tem bên địch, Triều Vân mà mất bùa xanh thì chả khác nào đó là giảm đi 50% sức mạnh, vì thế thì mình sẽ đó là dễ chơi hơn, đó là rất chi là nhiều. Thì sau đó là giai đoạn đầu game thì khá là hoa hoảng, thì bây giờ sau một pha combat thì tem bên mình gọi là lấy lại đó lời thế rồi. Tem bên mình thì Flo đó là đang khiêu khích đó là tìm bên đi anh em ạ. Thì anh em thấy thì đấy là điểm mạnh của cứu gót, khi mà thấp máu rồi anh em chỉ cần ra phá một xíu lại có thể đầy cây máu và có thể là chiến tiếp được. Và đấy cũng là điểm mạnh của cứu gót nữa, đó là khả năng biến được khống chế ghi đủ này, rồi thêm đó là viết ra hai chất tường choáng, nhưng mà đối với đó là cứu gót thì có thể khắc chế hoàn toàn. Với bộ trang bị này nữa thì đánh gọi là đối phương không chạy được, bên cạnh đó đối phương không bao giờ đó là sốc đám được đó là cứu gót, vì thế anh em có thể chơi một cách đó là dễ dàng. Nhưng mà anh em nên nhớ rằng nếu mà đối phương có hai gia tế, một vị tướng xạ thủ xạ thương chuẩn á, thì anh em hạn chế đó là pick cứu gót cho mình, bởi vì vị tướng đó thì có thể đã áo nhấy được đó là cứu gót anh em ạ. Điểm yếu của cứu gót đó là không có hiệu ứng lam choáng, chỉ có lam chậm một xíu đến từ chiêu một thôi, lam chậm 30% tốc độ di chuyển thì không đáng kể, nên là anh em cần lưu ý gặp đó là hai gia tế hơn nữa, hai gia tế nó bắn ra đám chuẩn cực kỳ là khó chịu luôn. Mẫu chất tường đó là xạ thủ khắc chế đó là cứu gót cực kỳ là tốt, nên là anh em lưu ý cho mình điều đó thôi. Còn lại thì chất tường này mà anh em lên điêu đô theo mình thì cực kỳ là khỏe luôn, càng khỏe thoải mái anh em ạ. Rồi pha này thì Rio mà chạy đâu bạn ơi, à ha, nhanh thế, chạy nhanh thế. Rồi pha này thì bật được là chiêu cuối luôn này, hai người đúng không, nói chung tầm này thì mình trấu bò anh em ạ, nên là chơi được rồi, bật chiêu hài lên quạt luôn này. Nhưng mà hiện tại thì bị trù bắn anh em ạ, pha này bị trù mà không bắn thì có lẽ là mình chơi luôn á. Triều Vân lao ra, này thì triều vân ôi bị một trưởng của ghi đủ rồi, mình bật đó là chiêu cuối bò chạy thôi anh em ạ. Thế anh em thấy thì đó là đồ trấu bò, khi anh em lên điêu đồ này lên rìu này, rồi lên đó là hai rìu lớn anh em ạ, rìu hiếu gá cũng như đó là rìu Leviathan đi rừng nữa, càng trấu bò dành cho đó là vị trí của đó là cứu gót. Về biểu đồ thì mình sắm đó là biểu đồ phun lam trầm, đầu tiên thì món đồ đi rừng đó là cái rìu, tiếp đến thì đó là rìu Leviathan chứ không phải là đó là rìu món đồ theo thiên hướng đó là thủ nhá. Tiếp đến thì đôi giày du mục tăng tốc đánh, sau đó thì đó là cây rìu đó là hiệu gá để đánh lam trầm, tiếp đến thì kiếm phân nía đánh theo phần trăm máu, tiếp đến thì món đồ lam trầm tiếp theo áo choàng băng giá,
Và cuối cùng đó là cái khiến thất truyền đối phương đánh vào mình sẽ bị làm chậm, gọi là biểu đồ phun làm chậm luôn, đánh thì phải gọi là thôi, hết chạy và hết chạy. Lên thêm được đó là cái áo choàng băng giá nữa thì vừa trấu bò gọi là vừa đám tốt nhá, đám không yếu đâu nha anh em. Cứu gót thì có thể lên theo thiên hưởng đó là phun đám chỉ mang, hoặc lên theo thiên hưởng đó đánh theo đó là bên bỉ trong giao tranh. Và anh em thấy thì biểu đồ này là đánh theo bên bỉ trong giao tranh anh em ạ, can quẹt tốt. Rồi pha này thì anh em thấy thì tem bên địch đáng đó là đuổi tem bên mình sẽ khép góc đường về của tem bên địch nhá. Chạy đâu. Rồi xa thủ của tem địch mình sẽ khép góc đường về này, rìu má này, rồi bật hai người này, bật chiêu cuối lên này, quạt này, hết chạy này. Anh em thấy thì làm chậm xíu đà luôn. Chạy đâu, một em lên bảng điểm số này, hai em lên bảng điểm số, ba em lên bảng điểm số này. Chạy đâu, bốn em lên bảng điểm số này. Triple kill quá đa kill, một em nữa đâu rồi nhá. Ôi, chỉ được cái quá đa kill thôi anh em ạ. Gọi là đối phương lệt không được chứ đừng có nói là chạy luôn á. Thứ nhất là đến từ bờ đỏ, thứ hai đến từ cây rêu, thứ ba đến từ áo choàng băng giá, thứ tư đến cái kiến thất truyền. Kiểu là đối phương đánh vào mình thì cũng bị làm chậm, mà mình đánh đối phương thì cũng bị làm chậm luôn. Và build này thì phù hợp dành cho những chất tướng tem bên địch đó là kém cỡ đồng một xíu nhá. Chỉ chất tướng tem bên địch mà quá cỡ đồng thì anh em cũng nên đó là cân nhắc. Flo tem mình hổ báo thế, định vào cấn à. Rồi pha này thì mình có chiêu cuối thì mình cấn được này. Lượt chiêu 1 lên trúng tướng địch thì thời gian hồi chiếu sẽ cực kỳ là nhanh, anh em thấy hồi chiêu 1 lại hồi tiếp, lượt tiếp chiêu 1 lại hồi tiếp. Mấu chốt đó là khi anh em gọi là sử dụng đó là chiêu 1 trúng tướng địch á thì thời gian hồi chiếu cực kỳ là nhanh. Ôi thôi xong rồi, pha này bị trụ bản thì không chịu được nữa rồi anh em ạ. Cuối cùng thì cùng mà đi mang chấm dứt. Và đó mình tưởng là lùng được cái quá đá cứu rồi lại ăn được rồi là mega cứu nữa. Hai dê đó là Ryoma tem địch thì thân hành bách biến và chạy được. Về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng đó là bộ phù hiệu đó là má tính anh em ạ. Còn về đó là bảng ngọc thì mình sẽ sử dụng bảng ngọc 26% tốc đánh thôi. Ngọc đỏ tốc đánh chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Nói chung với biểu đồ bảng ngọc và phù hiệu này thì thực sự đó là cứu gót một chất tướng cực kỳ là trấu này, khả năng khống chế tốt này. Rồi nói chung thì lượng đám thì không hề yếu, anh em thấy thì lượng đám quạt không hề yếu. Kể cả các vị tướng đó là tánh cơ thì quạt cũng rất chỉ là đau á. Tất nhiên thì nó sẽ không bằng đó là biểu đồ theo thiên hưởng phun chỉ mang rồi, nhưng mà trận đấu này lên phun chỉ mang sẽ khá là khó chơi. Thứ nhất đó là có vía ra nó mà chỉ cần sốc đám được anh em phải thì thôi xong ủi rồi ôi. Nên là mình sẽ lên theo thiên hưởng đó là chống chịu cũng như khống chế đấy. Ví dụ như pha này chẳng hạn này, xa thủ tém đi bắn không mất máu luôn, quay trở lại chơi luôn này. Chạy đấu Ryoma này, lên bảng điểm số tiếp. 16-10 rồi, cái gì ấy thì phải gọi là xíu đẹp đồ này anh em ạ. Nói chung tâm này thì tém bên địch không thể sốc đám được mình nên là mình bắt dễ dàng thôi anh em ơi. Thì anh em gọi là lên phun chỉ mang á, ví dụ dính combo của Viera thì có thể Viera tiền anh em đến bảng điểm số luôn. Nhưng mà với build đồ này thì Viera không bao giờ có cửa để ăn được anh em nhá. Và đặc biệt thì những chất tướng mạnh ở giai đoạn đầu game như Ryoma thì cuối game khó mà ăn được đó là cứu gót. Và này thì bắn vào chơi luôn này, anh em thấy chưa? Đánh cho gọi là Viera tem địch lết không nổi luôn á. Mình chuẩn bị đó là có chiêu cuối rồi, có chiêu cuối thì mình bắn vào cấn luôn. Nhưng mà pha này thì có lẽ là lùi lại một nhịp. Có hai đường lính siêu cấp rồi, ping cho đồng đội loạn con ta thân xế giá để có thể đó là kết thúc trận đấu luôn. À pha này thì tem bên địch lên hơi cáo này, chơi luôn anh em ơi, quất luôn này, đánh luôn này, ngài ngung cái gì. Này thì cần hết 1 2 3, càng đông càng vui anh em ạ. Tâm này thì càng đông càng vui. Double kill và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi anh em ơi. Bởi vì hiện tại thì chỉ còn đó là hai người của tem bên địch nữa, mà vía rá vào thì mình bật đó là chiêu cuối quạt luôn. Ok, hiện tại thì cũng khá là thấp máu nhưng không sao cả, tìm đến mình thì cũng lên hỗ trợ kịp thời rồi. 19-1-12 và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công. Nếu cảm thấy hay hữu ích đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần.